để bàn giao 1.800 hectare đất sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành vào tháng 10 tới đây, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và xây dựng khu tái định cư cho người dân. Bên cạnh đó, thì chính quyền địa phương đã tăng cường thêm cán bộ từ các cơ sở ngành của tỉnh về để hỗ trợ việc kiểm đếm tại khu vực này và khẳng định sẽ giao mặt bằng đúng tiến độ. Trong số hơn 1.800 hectare khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng của giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai thu hồi gần 1.200 hectare của công ty cao su. Đối với diện tích 630 hectare còn lại của hơn 1.000 hộ dân, đã có phương án bồi thường, hỗ trợ cho gần 270 hộ và chi trả số tiền hơn 430 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các hộ dân còn lại sẽ hoàn thành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ vào tháng 9 tới. Tôi đến đây để nhận một nguồn kinh phí hỗ trợ của các lãnh đạo cơ quan nhà nước. Cái sự hỗ trợ kịp thời này cũng giúp cho người dân chúng tôi ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn. Với diện tích hơn 280 ha, có thể bố trí chỗ ở cho hơn 28.000 người và xây dựng nhiều công trình công cộng khác như trường học, chợ, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Các gói thầu từ vướng mắc là phải vào đúng là giữa tâm điểm của mưa. Các nhà thầu cũng có các biện pháp để xử lý. Mỗi lần mưa xong rồi bơm nước rồi là tạo các cái danh thu các hố. Dự án sân bay quốc tế Long Thành xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha. Riêng tổng nguồn vốn chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định cuộc sống người dân là gần 23.000 tỷ đồng, được giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện. Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã và đang dồn lực để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là tăng cường nhân lực thực hiện giải phóng mặt bằng. Tăng cường thêm 40 cán bộ về nữa, rồi yêu cầu Long Thành tăng cường cán bộ của các cái xã để tăng cường thêm về cho cái khu vực của xã Bình Sơn này. Hiện nay, so với thời gian đề ra và phần công việc đã hoàn thành, thì khối lượng công việc còn lại là rất khổng lồ. Do đó, để bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tỉnh Đồng Nai rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ, các bộ ngành để giải quyết kịp thời những khó khăn.